Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị về phía Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Về phía tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 8 thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 và sau này là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đã đánh giá một cách đúng đắn khách quan tình hình thế giới, khu vực, đất nước, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, trong đó nêu rõ quan điểm nhất quán khoa học về xác định đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam. Triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8, Thừa Thiên Huế xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định, qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, Thừa Thiên Huế đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là hệ thống cấp ủy Đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân. Thế trận lòng dân được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo thêm lực chính trị, tinh thần cho thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh chuyển biến tích cực, công tác triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc đạt được bước chuyển biến vững chắc, đã chú trọng cả lực lượng và thể trận quốc phòng, thể trận và tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân trong từng địa bàn và trên phạm vi toàn tỉnh. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết Trung ương 8 hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Trên cơ sở 6 nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề ra để thực hiện nghị quyết Trung ương 8 trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, đảm bảo cả hoạt động quân sự, quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.